Solution, hệ sinh thái kinh doanh online dành cho mọi người. Và đây là một cái công cụ mà Vũ sẽ hứa hẹn là giúp cho tất cả các anh chị giải quyết tất cả những vấn đề trên các anh chị nhé. Và mình sẽ dừng lại ở đây một chút xíu, nán lại đây một chút xíu để các anh chị có thể hiểu đúng hơn và hiểu đúng tốt hơn về cái sứ mệnh và cái tầm nhìn của B-Side Solution, đúng không ạ? Thì hệ sinh thái kinh doanh các anh chị, hệ sinh thái kinh doanh là gì các anh chị? Hệ sinh thái là một cái môi trường, là một cái nơi mà có thể cung cấp những cái có thể giúp cho một cái sinh vật có thể phát triển và trưởng thành được. Thì trong kinh doanh đó, cái khái niệm về hệ sinh thái các chị nó cũng là rất là hay, và cũng có rất là nhiều tập đoàn đã rất là thành công với cái việc là xây dựng một cái hệ sinh thái kinh doanh online, đúng không ạ? Thì hệ sinh thái kinh doanh online ở Việt Nam thì có một trong những cái tập đoàn làm rất là mạnh, đó là tập đoàn Vingroup, là một trong những tập đoàn đi đầu về cái việc là xây dựng một cái hệ sinh thái kinh doanh. Chúng ta được biết đến Vingroup là một cái tập đoàn về bất động sản, đúng không các anh chị? Nhưng mà ở đây á các anh chị, Vingroup xây dựng bất động sản á, là theo một cái cách rất riêng các anh chị, không phải là chỉ